Mạnh Thắng xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Như vậy là sau một tuần thì chúng ta lại có thời gian để ngồi đây cùng với nhau đến với chương trình Ai Đến Hôm Nay. Các bạn đều biết rồi, mỗi một chương trình chúng tôi đều sẽ mang đến đây một vị khách mời, và mỗi vị khách mời đều có những câu chuyện đặc biệt của riêng họ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón đến với chương trình là ai? Hãy cùng xem hôm nay ai đến. Này anh ơi, sếp mình như người sắt đấy anh nhỉ. Đêm hôm qua em dậy đi vệ sinh lúc 3 giờ, em thấy sếp vẫn ngồi ôm đống hồ sơ, mà bây giờ đã thế này rồi. Công nhận. Ơ kìa, các cậu định cuối tháng nhận thưởng hay là lĩnh phạt đây? Nhận thưởng à? Thế thì chạy. Dạ. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là hình ảnh giới thiệu về vị khách mời ngày hôm nay, một chàng diễn viên trẻ, tài năng, đẹp trai. Chào đón Duy Khánh đến với chương trình. Chào anh Thắng ạ. Chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Ai Đến Hôm Nay. Mọi người thấy là em xuất hiện trong những cái vai các chiến sĩ công an nhân dân, trong một loạt những cái bộ phim phát sóng vào khung giờ vàng. Đây là một cái cách em lựa chọn hay là đạo diễn thường thấy là em phù hợp với những vai diễn như thế này? Đối với em thì đấy là một cơ duyên. Vì ngay từ ban đầu em cũng không chủ định rằng là mình sẽ có cái hướng là sẽ đi làm những cái vai về những người chiến sĩ công an nhân dân. Em nhớ là lần đầu tiên em làm, tức là một vai chiến sĩ công an mà nó có độ dài đấy, là bộ phim Mặt Nạ Gương. Phim tiếp theo là Phố Trong Làng, rồi đến năm nay là dự án phim Đầu Chí. Thì các đạo diễn thấy ở em có một cái điểm gì đó nó hợp hay sao, hay là như thế nào đó. Nó là một cái câu duyên rất là tự nhiên. Thường ấy thì khi mà vào một vai diễn nhá, chúng ta hay bị ảnh hưởng về tâm lý này, tính cách của nhân vật này. Liên tục vào những cái vai mà gọi là có những cái sự điềm đạm, chín chắn, đôi khi là hơi lạnh lùng ở trên màn ảnh, thì có bao giờ khi mà ra khỏi phim rồi, đóng máy rồi, chúng ta quay trở lại cuộc sống đời thường, chúng lại bị ảnh hưởng bởi cái tuyến nhân vật đó của mình không? Thường thì là không. Bản thân của Khánh ở ngoài đời sẽ là một người như nào? Cũng vui tính. Vui tính. Nói nhiều. Với những mối quan hệ mà như kiểu là anh em mới chỉ gặp nhau xã giao được một hai câu, chưa có cái cơ hội tiếp xúc thân thiết ấy, thì một số người bảo rằng là em khá là kiệm lời, khá là khó tính. Như vậy là chúng ta cũng đã vừa đến một vài những câu hỏi để biết một chút về công việc của Khánh. Còn bây giờ thì đến với chương trình Ai Đến Hôm Nay thì khách mời nào cũng như nhau cả. Dạ. Mọi người sẽ lần lượt vượt qua những cái thử thách nhỏ nhỏ mà chương trình mang lại. Dạ. Nha. Ok. Và thưa quý vị, bây giờ hãy cùng xem là thử thách ngày hôm nay mà chúng ta sẽ mang đến cho diễn viên Duy Khánh của chúng ta là gì. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại quay lại với một trò chơi quen thuộc, đó chính là đổi hình bắt chữ. Chương trình sẽ đưa ra những cái hình ảnh, và việc của Khánh đó là chúng ta sẽ phải lắp ghép những hình ảnh này để trở thành tên của một nghề nghiệp. Sẵn sàng chưa? Ok, bắt đầu. Đây là công việc gì? Thư ký. Chính xác. Đơn giản đúng không? Đây là gì? Hãy nhìn lấy cái lá này và... Thu ngân. Chính xác, tuyệt vời. Cái này quá dễ rồi. Ba. Trang trí. Trang trí à? Nông dân, trời ơi. Nông dân à? Nông dân đấy. Rồi. Áp lực bởi 3 giây đấy. Cái này hơi khó đấy. Đây là một cây mạch nha. Nha sĩ. Chính xác. Đây. Luật sư. Chính xác. Tuyệt vời. Dễ rồi. Kỹ sư. Chính xác. Quá giỏi. Kiến trúc sư. Chính xác. Đây ạ. Bà. Kế toán. Ồ, hơi bất ngờ đấy, hơi bất ngờ. Chúng ta đang có những bước đi rất tốt ạ. Đây là gì ạ? 5, 4, 3, 2, 1. Bên này là viên bi. Viên bi, à viên bi à? Em đang không... Bên này là những viết tắt của những cái cụm từ mà giáo viên. Nghề giáo viên. À, ôi giời ơi. Rồi dẫu sao thì cũng bị phạt rồi nhá. Vâng. Bây giờ chúng ta vẫn cứ tiếp tục thôi. Vâng. Bởi vì là đằng nào thì cũng thua rồi. Bây giờ thì là không còn áp lực về tâm lý nữa rồi. Anh nghĩ là như thế này thì yên tâm. Vâng. Sẽ qua nào. Không có gì mất rồi. Diễn viên. Chính xác. Đây là công việc gì ạ? Hình ảnh của cái gì và cái gì? Đầu bếp. Chính xác, đầu bếp. Hoàn toàn chính xác. Quá đơn giản. Ca sĩ. Chính xác. Đây là gì ạ? Một người đang làm gì?
đội. Một người đang làm gì bên này? Bên này đang làm gì? Bên này là đang em nghĩ hiểu đang đi học. Đi bộ. Và đây là bộ đội. Ôi. Chúc mừng Khánh. Nhưng mà dẫu sao anh phải có một lời khen dành cho Khánh là toàn bộ những cái bức hình này em chỉ sai có hai đã làm một cái điều tuyệt vời đấy. Chưa một khách mời nào mà có thể là vượt qua được nhiều những cái câu hỏi của chương trình như vậy. Thật ra thì để mà nói thì hai cái trường hợp này là em cố tình sai. Bởi vì em biết là hôm nay ở đây có bánh. Hình phạt là hấp dẫn quá. Rồi, đấy. Em là người thích ăn ngọt, dạ, thích sự ngọt ngào đúng không? Vâng. Ok, rồi ở đây có hai loại bánh thì em có thể chọn một trong hai để ăn. Chọn một trong hai à? Thì chắc là em ăn cái này đi. Ok, dạ, vâng. Xin mời em. Xin mời anh và quý vị mọi người. Ngon đúng không? Đấy người ta gọi là sao? Đó là gọi là ngọt ngào và man trá. Hay có thể gọi là mật ngọt chết ruồi. Mật ngọt chết ruồi. Đúng rồi. Thưa quý vị, đây là một chiếc bánh mà ẩn ở trong đó thì biên tập của chương trình đã cho một lượng gọi là mù tạt khá nhiều. Em cũng ăn sashimi được đúng không? Em ăn rồi. Ăn rồi. Em ăn rồi. Nhưng mà cái sự kết hợp giữa một chút ngầy ngậy của bơ này, của đường này, xúc xúc của bánh này cùng với cả mù tạt, nó là một cái sự kết hợp nó cũng lạ đúng không? Dạ vâng, rất là lạ và có thể nói là nhớ đời đấy. Nhớ đời đấy. Ok, đấy là những cái cách để biên tập có thể là khiến cho khách mời nhớ đến chương trình. Thực sự là ăn xong em cảm thấy rất là xúc động bởi vì cái tình cảm yêu thương của anh chị biên tập dồn vào đây cho em là quá nhiều. Đúng rồi, chị biên tập thôi chứ không liên quan gì ở đây cả. Đấy, quay trở lại với câu chuyện cùng với cả Khánh nhá. Dạ. Chúng ta đã vào rất là nhiều những cái vai diễn về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân. Vậy thì nếu được lựa chọn đi thì em nghĩ là em sẽ chọn một cái vai diễn nó như thế nào? Nếu mà được lựa chọn thì em muốn chọn một cái vai diễn nó khác đi. Nó sẽ có một cái tính chất bụi bặm hoặc phủi một tí. Đời sống bình thường thôi. Vậy thì trong suốt cái quá trình mà chúng ta đã từng làm 3 bộ phim gần đây nhất của Khánh đi, thì có một cái câu chuyện hoặc là có một cái tình huống nào mà khiến mình phải nhớ đến tận bây giờ không? Nếu mà gói gọn trong 3 bộ phim thì đều có cả anh ạ. Mỗi một bộ phim thì nó đều có một cái câu chuyện khác nhau. Ví dụ như câu chuyện trong phim Phố Trong Làng thì mọi người, nếu mà ai đã, quý vị khán giả nào mà có xem phim thì cũng thấy một điều rằng là bối cảnh của nó là nông thôn. Trong cái trường hợp là người chiến sĩ công an đi giúp đỡ bà con nông dân, chẳng hạn như kiểu là trong cuộc đời sống hàng ngày hay là tham gia sản xuất canh tác, thì có những cái mà em chưa từng làm bao giờ. Chẳng hạn như là của đồng chí Nam lúc mới về, có gặp em với đồng chí Đông ở cánh đồng lúa, lúc đó bọn em đang gặt lúa. Đời em thì chưa bao giờ như thế. Đầu tiên học gặt, thế xong về sau mọi người bảo thôi, bây giờ lóng ngóng như này mà đang vội, chẳng may lại cắt vào tay thì giờ. Thế thôi bây giờ bọn em không phải gặt nữa, mà bà con nông dân gặt thôi, còn chúng em thì vác. Vâng, lúa. Đấy, thế nhưng mà qua đấy thì cũng nhìn thấy mọi người cũng hiểu rằng thế cái lúc gặt lúa nó là như thế đấy. Rồi. Đấy. Thế chẳng hạn như kiểu là một cảnh nữa là lúc mà trong cũng phim Phố Trong Làng, em có làm cái cảnh em leo lên trên mái để sửa nhà cho cụ Sương, nhân vật cụ Sương. Rồi. Cái vấn đề đảo ngói đối với em cũng là lần đầu tiên trần đời, bởi vì khi mình sinh ra thì cũng không sống ở cái gọi là cái nhà ngói như thế, mình cũng chưa bao giờ làm, cũng không biết là nhà đảo ngói hay như thế nào. Và đặc biệt thì lúc đấy lại hơi sợ độ cao một tí, nhưng mà vẫn phải trèo lên, trèo tít lên trên nóc nhà. Thế bò lên được đến nơi thì tay chân cũng hơi run rồi. Đấy, thì xong bắt đầu các anh ngồi ở dưới bắt đầu mới chỉ đạo, nào bây giờ rút viên gạch ra lắp vào, xong rồi lại cái viên gạch vỡ lại tung ông kia lại một ông hỗ trợ thì lại tung viên gạch mới lên, cứ thế thôi. Đấy, các anh chị hỗ trợ để mình biết được mình làm. Đúng là khi mà đi làm phim rồi chúng ta đến với những thứ mà chúng ta chưa bao giờ làm đúng không? Chính xác ạ. Nhưng mà với vai trò của một người diễn viên thì kể cả không làm bao giờ chúng ta cũng bắt buộc phải làm. Dạ vâng. Chỉ phải làm cho nó nhuần nhuyễn đúng không? Vâng, phải làm thật tốt. Ok. Không biết là thời gian tới có một cái dự án hoặc là một hoạt động nào để có thể chia sẻ với các bạn khán giả của Ai Đến Hôm Nay không? Chuyên ngành của em là diễn viên kịch nói. Nhưng mà đến tận bây giờ khi mà ra trường được 3 năm rồi. Chưa được vào kịch. Vâng, em cũng chưa, em thật tức là không hẳn phải là không được vào mà là em chưa có dịp để về. Đấy, chưa có dịp để về một nhà hát nào. Đấy, lý do là vừa mới ra trường một cái thì là dịch bệnh, các nhà hát không hoạt động. Thì trong thời gian dịch thì lại có phim, phim cuốn em đi tận bây giờ là nhoằng cái cũng 3 năm rồi. Không biết là tương lai của mình thì sẽ gắn bó với kịch nhiều hơn hay phim nhiều hơn. Thế nhưng mà dù sao cái kịch nói nó cũng là cái mà mình học chuyên ngành ra. Nên là em muốn là sẽ cố gắng để sắp xếp về nhà hát để làm sao trong cái sự nghiệp làm nghề của mình được đứng trên sân khấu ít nhất một lần. Ok, ước mơ nhỏ nhoi quá. Thật ra anh nghĩ là với mỗi một diễn viên thì chúng ta đều mong muốn là cũng sẽ được thỏa sức sống trong công việc của mình đúng không? Dạ, vâng. Và hy vọng là thời gian tới thì cũng sẽ có một đạo diễn sân khấu kịch sẽ đem đến cho Khánh một cái vai nào đó để chúng ta thỏa lòng mong ước đúng không?
như thường lệ chúng ta sẽ mời bạn ấy tham gia một trò chơi thứ hai. Bây giờ thì trên tay anh có một bộ bài, việc của em là sẽ tự chọn lấy 3 lá bài bất kỳ. Chúng ta sẽ lật từng lá bài một. Trong này thì nó sẽ có 2 phần, một là phần hành động, hai là phần trả lời. Em sẽ phải lựa chọn trước khi mà lật lá bài đó. Nào, lá bài đầu tiên trả lời hay hành động? Hành động đi. Hành động luôn. Hành động đi. Em là con người thích hành động. Tốt. Ok. Bây giờ lật ạ. Lật thôi. Hành động của em là gì? Xin mời. Thế cái này nó không giống cái trò chơi trước à? Nó không có một lần đi lại à? Không, rồi ôi. Bước chân đi là cấm kỵ trở lại em ạ. Trò chơi này ác lắm. Nào, xin mời em, hành động là gì? Múa bụng theo một bài hát chèo. Nào, bây giờ xin mời em, chúng ta sẽ đứng dậy và chúng ta sẽ múa bụng theo một làn điệu chèo. Ok rồi, tuyệt vời. Em là một khách mời mà mạnh mẽ nhất và dũng cảm nhất từ trước đến nay. Thường thì khi mà đến với những cái thể loại như thế này thì mọi người sẽ chọn phương án là thôi thà chịu phạt còn hơn. Câu này đối với em thì em mua cũng được. Ok rồi, chúng ta sẽ đến với lá bài thứ hai. Nào, có một cái luật đưa ra như thế này. Khi mà luật này thì thường là MC sẽ không nói trước. Khi mà khách mời đã lựa chọn là hành động thì cả hai lá bài còn lại đều sẽ là hành động. Luật là người dẫn chương trình đưa ra, người chơi chỉ việc tuân thủ, không có cơ hội lựa chọn lại. Nói chung là em cũng xác định là hôm nay đến đây thì phải theo luật của mọi người rồi. Đúng rồi. Nào, xin mời, hành động tiếp theo là gì? Kể một câu chuyện giờ khóc giờ cười của bạn. Đấy là ngày em thi vào trường. Khi mà thi vòng 1 ấy, em có may mắn em vượt qua vòng 1 thì mẹ em có nói với em rằng là tao không ngờ là mày lại đỗ được. Bởi vì chả bao giờ lại đi diễn chứ các thứ ở những cái năm học phổ thông, cũng không ca hát, cũng không đọc thơ văn, không làm gì cả. Thế mày đỗ được, không biết là mày tài năng thật hay chắc là mày là cái loại mà gọi là ngu si hưởng thái bình, khù khờ vớ được huy chương. Đấy. Em xin hết. Rồi, tình huống giờ khóc giờ cười của em tức là em kể chuyện cười mà không ai cười. Chính xác. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lá bài cuối cùng, vẫn sẽ là hành động. Xin mời em. Cả nhóm quản thủ thì ai thua thì bạn sẽ hôn lên má của người đấy. Cả nhóm, ở đây có hai anh em mình. Những anh quay phim đang ngồi ở ngoài và bạn biên tập nữ là người nữ duy nhất ở đây thì bạn ấy không thể lên hình được. Ở đây cũng có hai anh em nam. Thơm thiếc thì nhiều khi nó lại... Mà thôi thì cứ làm đi, win đi. Rồi. Tức là bây giờ là ai thua là người kia sẽ phải thơm má. Tức là em thua là em thơm anh. Vâng. Anh thua là anh thơm em. Vâng. Ok, rồi. Ôi giời ơi. Thật ra thì em chia sẻ với anh là trước khi chơi thì em cũng không ngại vấn đề thua hay thắng đâu. Bởi vì em cũng là một người mà thích thể hiện tình cảm. Vâng. Đông người. Vâng, nói chung chuyện bình thường mà. Nhưng mà vấn đề là cũng phải chia sẻ thật với em là từ bé đến tận bây giờ là anh chưa thơm má một người đàn ông nào. Trừ con anh. Con anh nó chưa tính đàn ông, nó vẫn là trẻ con. Là con trai. Em thì cũng chỉ có một người thôi. Em chưa có con nhưng mà đều bố em. Đấy. Hai người đàn ông lần đầu làm chuyện đấy. Ok. Rồi, ok. Chơi nào. Ý, mình oản mấy bận anh nhỉ? Một bận thôi em ạ. Một phát ngay à? Một phát ngay. Nào, một, hai, ba. Ôi trời ơi. Hay quá. Rồi, người đàn ông thứ hai trong đời của em được thơm mà. Dạ. Ok rồi, đợi anh sẵn sàng rồi. Dạ. Ai thua thì... Ai thua là phải thơm người kia. Em được thơm. Ôi trời. Chết rồi, thôi, xin phép quý vị khán giả, lần đầu em làm chuyện đấy. Thôi, anh cũng lần đầu được làm chuyện đấy, xin mời. Ôi trời. Rồi, cảm ơn em. Nụ hôn nó không được ngọt ngào lắm nhưng mà nó là một ấn tượng rất là đáng nhớ. Hy vọng là quý vị cũng đã chứng kiến được cái giây phút huy hoàng trong cuộc đời của hai người đàn ông chúng tôi. Lần đầu tiên thơm má nhau trước hàng triệu khán giả theo dõi chương trình đến hôm nay. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, đó chính là chọn màu hashtag. Em sẽ lựa chọn 3 con số bất kỳ từ 1 đến 9. Xin mời. 7 đi ạ. Ok, 7. 7 là một hashtag màu trắng, nội dung là tắt đèn mùa Giáng sinh. Chúng ta biết là sau những căng thẳng của Nga-Ukraine thì giá năng lượng ở châu Âu đã tăng đột biến và có nguy cơ là thiếu năng lượng, đặc biệt là trong mùa đông. Thông thường thì trong những cái dịp Giáng sinh, chúng ta thấy là ở các quốc gia châu Âu thì đèn này, nhắc cây thông Noel này được trang trí rực rỡ. Nhưng mà năm nay thì thành phố sẽ tắt đèn vào lúc 23 giờ 45 phút để tiết kiệm điện và sử dụng những cái đèn LED để tiết kiệm năng lượng.
Em hãy chia sẻ một chút cái quan điểm của em liên quan đến cái cụm từ này, tắt đèn mùa Giáng sinh. Quan điểm của em thì đây là một việc cũng hay, cũng là một việc nên làm. Không chỉ là vì cái mục đích là do căng thẳng, do thiếu năng lượng thì ta mới phải làm. Mà dần dần con người mình cũng nên xem xét sử dụng tài nguyên một cách hợp lý. Okay. Vì em nghĩ rằng là không có cái gì là nó gọi là vô tận. Mãi và vô tận, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với con số thứ hai của em đi. Số 2. Số 2 là một hashtag màu đen, tử vong sớm do bụi mịn. Ô nhiễm không khí do bụi mịn là nguyên nhân dẫn đến tới 238.000 ca tử vong sớm ở khu vực Liên minh châu Âu vào năm 2021 và có tăng nhẹ so với năm trước. Đây là một con số thống kê mới nhất của cơ quan môi trường châu Âu. Con số này cho chúng ta thấy là một cái mức đáng lo ngại về cái sự ô nhiễm môi trường hiện nay. Với em, chia sẻ điều này như thế nào? Cái sự ô nhiễm môi trường thì nó ngày càng nghiêm trọng và nó ảnh hưởng cực kỳ lớn đến sức khỏe của con người. Bởi vì mỗi một quốc gia từ phát triển hay đang phát triển thì để mà đưa đất nước mình đi lên thì mọi người sẽ phải gia tăng sản xuất công nghiệp và kèm theo đó là hệ lụy, đó là ô nhiễm môi trường. Đấy, thì con người mình cũng lại phải tính cách, phải có một cái gì đó làm sao để giữ gìn, vì ô nhiễm môi trường là ảnh hưởng đến không gian sống, đến ngôi nhà chung của mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với hashtag cuối cùng của em. Đó là 5 ạ. Số 5. Số 5, một hashtag màu cam, đó chính là tấm bằng đại học. Từ lâu rồi thì đặc biệt là ở những vùng nông thôn, các ông bố bà mẹ thì luôn mong muốn là con cái của họ sẽ đỗ đại học, có một tấm bằng đại học. Và họ coi đó là một thước đo về sự thành công của mỗi gia đình. Nhưng có rất nhiều bạn hiện nay thì họ nghĩ rằng đại học không phải là con đường duy nhất. Họ có thể học nghề, họ có thể là học những cái công việc mà nó có thể có tính ứng dụng cao. Đó. Với cá nhân em thì sao? Em quan điểm như thế nào về điều này? Có một câu nói người ta nói thế này này. Đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng nó là con đường ngắn nhất. Em cũng không dạng cảm thấy quá khắt khe việc rằng là chúng ta ai cũng phải học đại học. Bạn bè, đồng nghiệp, rồi là rất nhiều mối quan hệ xung quanh em có rất nhiều người, đấy là họ thành công mà không phải bằng đại học. Họ có thể đi làm nghề hoặc là một cái gì đó, đại khái là trong khả năng và năng khiếu của họ. Đồng ý, đại học thì không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng nó là con đường ngắn nhất. Và nếu có cơ hội, chúng ta hãy nên học. Rất là cảm ơn em. Những cái phần chia sẻ anh nghĩ nó rất là thẳng thắn và thú vị. Và bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần cuối của chương trình ngày hôm nay, đó chính là góc review. Ở góc review, như thường lệ thì anh sẽ đưa cho em 3 lựa chọn: điện ảnh, âm nhạc và sách. Em sẽ nói về điều gì? Thế thì em sẽ nói về phần điện ảnh đi. Điện ảnh. Nếu mà em chọn điện ảnh thì bây giờ có một cái bộ phim nào mà khiến cho em cảm thấy ấn tượng không? Tâm đắc nhất đúng không ạ? Tâm đắc nhất, ngay thời điểm này nó bật ra trong đầu em ấy. Đấy là bộ phim Reverie 1988 của Hàn Quốc. Đấy là một bộ phim nói về cuộc sống, gọi là dẫn như kiểu là tình cảm gia đình xã hội. Đơn giản như vậy thôi. Trong một cái xóm nhỏ như vậy, có mấy hộ gia đình sống với nhau và con cái của những cái hộ gia đình đó ấy, thì là những người bạn cùng xóm chơi với nhau từ ngày còn bé tí đấy, cho đến lúc mà lớn lên trưởng thành kết hôn với nhau. Và cái vấn đề em ấn tượng ở đây là như này: bộ phim nó mang lại rất nhiều những cái ý nghĩa, những cái thông điệp rất hay. Và cái cách nó truyền tải là cứ mỗi một bộ phim, ít nhất là mỗi một tập, ít nhất là từ 1 đến 2 tập phim thì nó sẽ có một thông điệp rất đáng nhớ, rất hay. Rất là cảm ơn Duy Khánh ngày hôm nay đã đến với Ai Đến Hôm Nay. Hy vọng là tất cả những cái điều mong muốn, những cái dự định của em trong tương lai đều sẽ thành hiện thực. Duy Khánh xin chúc quý vị khán giả luôn luôn là sức khỏe dồi dào và có được nhiều may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống. Và thưa quý vị, cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian ngồi trước máy thu hình để cùng theo dõi cuộc trò chuyện với vị khách mời là diễn viên Duy Khánh ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin chào.